nữ bờ rồi em bấm. Không có đào nổi. Đi ra đều chân phải sao là chân phải trước đề nghị quan sát hết rút lòng tay ra mày đẹp có lại một thấp xuống dành chỗ nó là phải thấp xuống mới đẹp nhả cao dừng chậm để mà vỗ tay lực vô muốn chắc tay vô nhưng mà lên thì là chắc tay vô tấn thấp đó chắc tay vô rộng tay ra thảo thấp giật có động tác giật đó giật vỗ tay cho quýt xung mạnh lên vỗ tay rầm cái chỗ nó dừng ba giây ra thôi cười nó là cười vô duyên cái tay cho khép người sát lại rộng 26 luôn đó chào lật bước nhìn ra trước đừng có nhìn vậy đó đánh lực qua giặt lực lực vô nhảy cao chân lên ra đều nhảy cao về dừng quên đó nhảy cao thấy cô chị đừng có con bé muốn cắt không đã đào vào nó phải là nguyên vọng mà thấy giờ để cái công nhân ra đây dạ dừng cao ta lên không nỗ lực tự tập chỉnh cái tay vậy nó to dừng thằng Huy lớn giống như xỉn vậy nó đó tôi thấy chuẩn bị bước chân phải trước nè đó đi thẳng chân ra đó anh vừa ly thả xuống bước to hiệp việc to chào
cho tràng phá tay trước đi rồi nói cho thằng thập đi theo nữa cho 23 45 thì họ muốn thi đi xe bút giá cao thậm chí giật cao lên hàng chân cao lên hàng theo hàng theo cho kịp hàng giá cao không nổi đội nữ nên tập nhiều vô đó không thấy quyết tâm như vậy ở nhà mình phải tự tập chứ nó mà quyết tâm mình không quyết tâm nhìn đâu hết rồi mày lớn rồi không có phân cặp nó tập chứ được to hết rồi đó to đội nữ này là phê.